nó không đẩy được máy lên. Bé thế này thôi, đừng làm to, to không được, nó đẩy máy lên, không hết, bay hết lên. Thuốc này, cú này bao nhiêu anh? Cú này là cú. Cú sục này là cú máy sục này, sục này, sục 350. 370 hay 350 gì đấy. Hiểu chưa? Hàn xuống đây, Hàn bỏ cái bơm đi. Hàn trực tiếp, em nghe anh nói một lần nên là hiểu rồi. Con người thông minh. Đấy, nói thế là được, nói gì? Hiểu chưa? Chứ ai là người dân sản phẩm nhá. Đầu này, đầu kỳ dưới. Con này là con cú motor kỳ dưới. Con này ba đầu 36. Nhá. Nhưng mà điện phải khỏe. Đầu 36. Cái này con này máy phát điện của bọn em mới chạy được. Rồi. Nhá. Điện thì nét. Nhưng mà thôi cái của em cứ dùng thế cũng được, loại đầu cũng được. Cũng ok cũng được, phun như anh thế cũng được rồi. Nhưng mà điện khỏe tất cả mọi người phải làm lớn, được càng làm việc lớn phải làm việc này. Trẻ con anh nói giới thiệu này, ví dụ như trẻ con. Ví dụ anh em mình gánh một tạ rưỡi anh đổi nhưng bắt bánh ba tạ không gánh được. Nhưng cái củ này cũng như tương đương như con người. Được chưa? Vì nếu củ bé có phớt hay hỏng. Củ bé phớt hay hỏng. Hay hỏng. Thì củ to này phớt ít hỏng. Nó nén to thì hay hỏng sớm. Được chưa? Nó như con người thôi. Đáng gánh một tạ nhưng bắt gánh tạ rưỡi là nó gãy lưng. Được chưa? 4 cân nó hay hỏng mà. Được chưa? Được chưa? Đấy. Đấy. Nói 2 cân nó bằng. Phải nói những người thông minh phát nó hiểu ngay. Anh bảo anh 2 cân nhưng bọn em phải 4 cân. Anh chỉ tạch 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 2 cân của anh đã xét ra xét rồi. Đấy cam đây, sản phẩm này đây, anh em huynh đệ tôi là làm với nhau mô hình theo nhau, tưới Sumago. Đây là sản phẩm Sumago tôi tưới xuống gốc đây. Thấy quả nào gọi là thế nào đây kìa, toàn Sumago tưới hết. Được chưa? Đấy, quả cam nó cứ đổ lung tung này chết rồi. Đấy, em nhìn thấy rồi em. Đúng chưa? Ờ, à, đấy anh không phải là anh đấy đâu, em ơi, em trông cắt từ đầu đây này hạ tán này, vườn này ông đang hạ tán, ăn xong hạ tán nghỉ. Hạ 1 mét luôn. Cứ 1 năm hạ 1 mét. Ăn xong nghỉ. Đừng ham mồi. Không cái cây bưởi. Bác bảo đây cây bưởi cam ghép đấy. Cây là cây ghép. Nhưng mà có cái cam chỉ. Vẫn như thế. Phải cây ghép chỉ. Chẳng ghép cành. Cây bên kia cây chỉ. Ăn xong nghỉ. Tuổi rồi ghép 10 năm rồi. Nó có lớn được đâu, nó như thế này ấy, làm gì cho nó lớn. Chỉ mọc được một tí lại phải ra quả. Nó đẻ hàng mười mấy con lên thì làm sao lớn được. Lớn lớn một tí là phải bắt đẻ. Toàn là đẻ thôi. Được chưa em, rãnh này em nhìn này. Cái chỉ là cắt hết. Em nhìn rãnh nước người ta này. Đây là cái cam chỉ này, cái cam chỉ này. Để lấy bắt ghép mà. Cam chỉ này. Nhưng mà nó vẫn phải cắt hết mắt đi ghép rồi, quả vẫn còn sai này. Thế chưa? Ghép rồi, bắt lấy mắt đi ghép rồi. Lấy mắt đi ghép rồi, còn vẫn còn đẻ được quả này. Bọn anh phải biết sao để nhiều thế nhỉ? Cái gì? Em ở trên kia không phải để nhiều này đâu. Để nhiều quá quá. Thì bớt đi phòng. Không để nhiều thế. Chắc chắc em nhìn thấy chưa? Nếu em ở nhà thì em cứ bảo là anh thế nọ thế kia, nói to. Đấy, nhìn này, cam người ta sai từ dưới gốc sai lên. Đấy. Đây này, nó còn ra từ chỗ này mới rau đầu chứ nè. Này. Rau đầu lắm như thế này. Này, này. Này ông này. Những cái cành này là những năm trước là nó có quả, nó tỉa hết đi này. Xong đấy, nhìn ra những mầm khác này. Nó lại ra từ cái thân này ra ra mới đầu đầu như này. Mầm khác này. Đấy ông này. Mầm này đúng không? Cái này gần chết rồi. Tới đây ông cắt hết tận trên này đi này. Cắt hết tận trên này đi. Ông thu xong là ông cắt. Cắt hết. Cắt hết. Hiểu chưa? Đấy, sản phẩm của ông ấy. Đây cái cam chỉ này. Thả đi hàng mét. Đấy cam chỉ ăn hết lấy hết coi như là ghép mắt rồi. Mà vẫn còn ra sai này. Đấy nhìn này. Ông bảo đấy, đây là sản phẩm của huynh tôi. Về nhà có ở ngủ yên được không? À giới thiệu bố mày với này ông là đây là ông Trần Quang Bảo, huynh của tôi. Thôn Trại Ba, xã Quy Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Mới làm ra cái việc này chứ còn ai làm cái việc này. Việc này chỉ có phụ nữ mới đẻ được chứ anh em mình đẻ làm sao được. Bác bảo đẻ được quả cam không bảo bác. Bác bảo đẻ quả con người đâu. Ông ấy làm được đẻ ra người, ông làm ra đẻ quả quả cam mới sợ. Được rồi, bây giờ cũng làm gì được rồi. Đấy, xem này bà con nhìn này. Đây là cam thật đấy, không phải cam nhựa đâu. Cam thật đấy. Cam nhựa thôi. Các bác cứ thật. Đến đây thôi, cứ thưởng thức một hai quả đi cho nó xem là cái chất thế nào. Ăn đi, thử thức đi. Được hỏi bác gì cả em. Ăn đi, thử thức đi. Ông này cứ mạo muội, mạo muội. Nó chua hay là ngọt? Nó chua nó ngọt. Mạo muội cứ ăn đi. Mạo muội tí. Ăn đi bác ạ, làm từng quả. Làm từng quả đi. Ăn đi.